Xin chào các bạn, chào mừng các bạn một lần nữa lại đến với kênh Carta ADV của mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ráp đồ chơi cho xe Yamaha X-Max 300 đời 2023. Thì anh chủ xe hôm nay muốn gắn một cái giá đỡ điện thoại ở cái vị trí ngay trước ghi đông lái, thành ra là mình có lựa cho anh một cái pad để thay thế cho cái miếng nhựa mà mình gắn vào ở trên cái phần ghi đông. Thì cái phần thay thế này nó sẽ có đưa ra một cái thanh đó thì kích thước của nó khoảng phi 22, nó vừa đủ với lại những cái giá đỡ điện thoại thông thường hiện giờ. Thì ở trên hình ảnh là các bạn có thể thấy là thợ mình đang chuẩn bị lắp đặt cái bát dời để gắn cái giá đỡ điện thoại này như vậy đó. Sau khi đã lắp hai con ốc vô rồi á thì bên mình bắt đầu gắn một cái bát lên. Bát thì làm riêng cho xe Yamaha X-Max 300 á, thành ra là các bạn về chỉ lắp thôi, không cần độ chế gì thêm hết trơn, rất là tiện luôn. Đây, sau khi đã cố định cái phần kim loại thay thế cho cái miếng nhựa đó lên á thì thợ mình đang chuẩn bị lắp đặt cái thanh ngang đó. Các bạn có thể nhìn thấy không, cái thanh ngang nó, cái đường kính của nó gần như bằng với lại cái đường kính của cái thanh dằn, cái thanh ghi đông hiện đang có trên thị trường á, phi 22 nha các bạn. Thành ra là mình rất thuận tiện trong việc gắn thêm các cái phụ kiện đồ chơi, giá đỡ điện thoại nè, rồi cái bộ lo áp suất lốp này kia thứ, rất là thuận tiện cho việc lắp đặt lên luôn. Rồi bây giờ là tới phần quan trọng nhất nè, mình sẽ lắp một cái giá đỡ điện thoại logo, cái mã hàng là B02. Dòng này thì nó có nhiều cái chân để gắn vào nhiều vị trí khác nhau trên xe á, nó có thể gắn vào thân ghi đông nè, gắn vào chân kính chiếu hậu nè, gắn vào thanh GPS nhỏ phi khoảng 22 ở trên cái thanh ngang của một số xe ADV á. Nhưng mà ở đây thì mình lựa cái đường kính là 22 vì nó phù hợp với lại cái thanh ngang mà mình vừa mới lắp cho anh khách đó. Khi mà cố định lên thì cái vị trí nằm của điện thoại nó rất là thuận tiện cho cái tầm nhìn của mình. Rồi sau khi đã gắn cái giá đỡ điện thoại lên cho anh khách thì các bạn thợ bên mình đang chuẩn bị lắp đặt cái bộ khung chống đổ hai bên cho xe Yamaha X-Max 300. Thì cái bộ khung chống đổ này là cái bộ phiên bản mới nhất, nó có được thanh ngang kết nối giữa hai bên lại với nhau, tạo thêm cái sự chắc chắn cho bộ khung chống đổ. Thì bộ khung chống đổ này lắp đặt nó rất là đơn giản vì thiết kế dành riêng cho xe mình, thành ra là anh em Yamaha X-Max 300 có thể mua về tự lắp đặt rất là đơn giản luôn, rất là dễ đó. Cái này là cái phần thanh ngang phía trước, một số anh em thì không thích cái phần thanh ngang phía trước này bởi vì anh em bảo là nhìn nó hơi rườm rà, một số anh em khác thì lại rất là thích bởi vì kêu là nó có sự liền lạc. Thành ra là ở bên cửa hàng mình bán nó có cả hai phiên bản là có thanh ngang hoặc không có thanh ngang để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Tiếp theo là bên mình sẽ lắp một cái lót cốp để cho cái phần cốp bên trong nó không có bị quá nóng khi mà đi đường dài, đường xa, khi mà hơi nóng của máy nó hắt lên đó. Các bạn thấy không, rất là vừa vặn, chỉ cần đặt vào là xong rồi. Bây giờ là tới phần lắp đặt đèn chợ sáng nè, anh em thợ đang lắp đặt cặp logo L7 lên cho xe X-Max 300. Thì riêng cá nhân mình thấy logo L7 nó khá là phù hợp, công suất cũng vừa đủ, độ sáng cũng như là các cái chức năng của nó cũng rất là hay để cho anh em X-Max 300 có thể trải nghiệm được. Ngoài ra thì mình có lắp thêm các miếng dán tạo cái sự ma sát ở phía trước của cái phần nắp bình xăng xe. Thì các miếng dán này ngoài cái việc là nó chống chày nè, chống cái vết chân mình đá qua đá lại trên xe thì nó cũng tạo được cái độ ma sát rất là cao, rất là tốt để mình để hành lý lên như này khi mà mình đi đường xa nha, để ba lô túi xách rất là tốt anh em. Anh em nhìn vô cái hình này sẽ nói là cái bộ giá đỡ điện thoại nó bị nghiêng ha, nhưng mà thật ra không phải đâu, bộ giá đỡ điện thoại này thì nó có khả năng xoay được 360 độ, thành ra là mình có thể điện thoại để điện thoại đứng hoặc nằm đều tùy mình hết nha. Cái góc đó là nãy mình chỉnh cho anh khách xem thử thôi,
Rồi quay lại tổng thể một lần nữa với cái đèn nè. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nha. Do lần này cũng hơi ít thời gian nên mình làm clip nó hơi ngắn. Xin chào các bạn. Vì cái clip này nó hơi ngắn nên khúc này mình sẽ nói một số cái cảm nghĩ cá nhân của mình về xe Yamaha X-Max 300. Thì xin nhắc lại, đây là chỉ là cái cảm nghĩ cá nhân của mình thôi nha. Các bạn có những cái đánh giá nào khác thì chúng ta có thể comment ở bên dưới cái video clip này để mình cùng nhau chia sẻ cái cảm nhận của mình. Cái cảm nhận cá nhân của mình về xe Yamaha X-Max 300 á, thì nó là một chiếc xe phù hợp cho cái việc chở nhiều người và đi tour đường dài. Để đi con X-Max 300 trong thành phố thì đúng là nó hơi to, nó hơi bự và nó khá là cồng kềnh. Mặc dù là cái việc là cái cốp xe nó rất là rộng, nó sẽ phù hợp cho cái việc là mình mang theo đồ đạc, mình đi chơi hoặc là mình đi siêu thị, mình đi chợ hay là mua sắm gì đó, thì mình sẽ có một không gian chứa đựng rất là lớn. Tuy nhiên vì cái không gian chứa đựng lớn nên cái xác xe nó lớn, và cái việc mà bạn mang chiếc xe Yamaha X-Max 300 này đi lại hàng ngày trong phố, cái thời gian đầu mà chưa làm quen được với xe thì đúng là nó tương đối là hơi mệt mỏi. Để chúng ta có thể làm chủ được cái xe để đi ở trong phố nó nhuần nhuyễn, nó không bị va quẹt, nó không làm chúng ta mệt mỏi. Tuy nhiên khi mà đã đi ra được tới đường trường để mang đi tour thì X-Max 300 nó đúng là một chiếc xe rất là hay. X-Max 300 nó cho một cái mã lực máy ở cái tour đầu tiên á, những cái tour đầu tiên á, thì nó hơi yếu. Tuy nhiên khi mà các bạn đã đạt được cái tốc độ tương đối là ổn định và cao á, tầm khoảng 50-60 km/h, thì khi các bạn móm ga thêm chiếc X-Max 300 á, các bạn sẽ cảm nhận rất là rõ là cái xe nó lướt đi rất là sướng, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Và cái việc mà khi ở những cái tốc độ cao mà xe nó lướt đi nhẹ và nó đầm, làm cho cái trải nghiệm về đi tour của mình nó rất là khỏe, nó không bị quá mệt mỏi, nó không bị quá sức của chiếc xe. Và với bản thân mình mang con X-Max 300 này đi một số cái cung đường, ví dụ như là Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt vân vân, thì với mình 300 phân khối của con X-Max 300 cho tới bây giờ là đủ cho mình đi. Còn với một số anh em mà có đam mê về tốc độ cao hơn, về máy móc mạnh mẽ hơn, thì mình không đánh giá tới, thì cái đó là trải nghiệm của riêng từng anh em thôi. Còn riêng đối với bản thân mình thì X-Max là một chiếc xe dùng để đi hàng ngày, gửi xe đi siêu thị hơi bự, nhưng để đi tour đường dài thì hơi bị sướng. Đó, đây là cái clip mình quay trong một buổi sáng thư thả, không có việc gì làm, cửa hàng Huế, và mình đi dạo một vòng. Mình quay lại cho anh em tham khảo chơi nha. Good fight.